em về nhà khoảng còn 20 km đường rừng nữa thôi. Theo như các chuyên gia đầu ngành thì con này rất là thông minh, nó là một trong những con thông minh nhất. Bye bye mọi người nha, chiều nay sẽ lên hình
mà em nó lên đĩa thì mình sẽ lên hình cho anh em ngắm thôi nha. Bye mọi người nha, chiều nay sẽ lên hình.